Rồi ok chỗ bạn nha. Đây mình đăng lên một con máy 4202 Kubota nha các bạn. Mình mới rửa xong nè. Xe còn đẹp cực kỳ luôn. Xe một cầu. Xe một cầu tôi lái trợ lực. Xe bao đẹp luôn. Rồi. Nói chung là xe mình bán xe giá rẻ không các bạn ơi. Dễ xài, cho bà con dễ xài. Đút chìa khóa vô thử nha. Con này máy không ra khói nha. Ở dưới cũng không đổ hơi luôn nha các bạn. Không đổ hơi luôn nha. Để quay phim vậy thôi. Xe này tao lấy trợ lực nhẹ nhàng. Bánh đẹp luôn. Có cái bánh bên đây gài nó hơi chốc chút xíu. Bánh bên đây thì còn liền luôn. Quá êm luôn ha. Bóng luôn. Hả? Ờ mở ra. Rồi. À, các bạn thấy luôn nè. Đó. Máy đồ ok luôn. Bên này là bình nhất trợ lực nha. Bên này là bình nước phụ. Bình nước gen của nó luôn nè. Máy này là toàn đồ gen nguyên bản luôn. Trên canh lẹ canh lét, máy có chục bô, máy 1.5 luôn nha, 1.5 có chục bô. Rồi tắt máy luôn. Máy 1.5 như 3.2 luôn mà nó có chục bô tăng lên 10 mã. Nhưng mà tiết kiệm dầu. Rồi ok, bữa nào rảnh thì quay tiếp clip rồi thì kỹ hơn các bạn coi nha. Này quay sơ sơ thôi. Có mấy chú này là thấy máy cài khoái quá nè các bạn. Rồi đích xu còn đẹp liền lạc luôn. Đó, tại trong đây hơi tối trời mưa nữa. Nên thông cảm nha.